Kết quả Wolves 2, 1 Man City, Man xanh đứt mạch toàn thắng. Man City nhận thất bại đầu tiên ở Premier League 2023-24. Ở trận đấu giữa Wolves vs Man City tại vòng 7 Premier League 2023-24, Man City đã thúc thủ 1-2 trước Wolves trên sân Molineux trong ngày vắng Rodri vì án treo giò. Như vậy, Man xanh cuối cùng đã phải nếm trải thất bại đầu tiên, đồng thời chấm dứt luôn mạch toàn thắng từ đầu mùa của họ. Bàn thắng: Wolves, Diaz, 13, phản lưới, Hichang, 66. Man City, Alvarez, 58. Làm khách trước Wolves, Man City ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Erling Haaland đá cắm. Hỗ trợ cho anh là bộ ba Jeremy Doku, Julian Alvarez và Phil Foden. Jack Grealish tiếp tục ngồi dự bị, trong khi cặp tiền vệ trung tâm của Man xanh là Mathieu Nunes cùng Mateo Kovacic. Không cần mất quá nhiều thời gian, Man City nhanh chóng đẩy Wolves phải lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà. Đoàn quân của Pep Guardiola thể hiện lối đá kiểm soát quen thuộc, song tỏ ra tương đối bế tắc trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của bầy sói, khi chưa thể tìm cách nào để xuyên phá cầu môn Wolves. Man City bất ngờ phải nhận trái đắng ở phút 13. Sau pha xử lý không hiểu ý nhau, Man City để mất bóng ở giữa sân. Pedro Neto bứt phá xuống cánh phải như một chiếc xe công thức 1, vượt qua sự truy cản của cả Foden lẫn Nathan Ake. Ngôi sao mang áo số 7 sau đó xâm nhập vòng cấm rồi chuyền vào, và Ruben Dias trong nỗ lực giải nguy đã vô tình đưa bóng về lưới nhà. Bị dẫn bàn, Man City dồn lên mạnh mẽ nhưng họ thiếu đi một cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến cao trong hoàn cảnh hàng thủ Wolves như một khối bê tông rắn chắc. Sự vắng mặt của Bernardo Silva, chấn thương, và Rodri, treo giò, rõ ràng đã tạo ra tác động tiêu cực đến Man City, khiến họ trải qua vô vàn khó khăn. Ở trên cao, hai niềm hy vọng là Haaland và Alvarez đều không tung ra nổi dù chỉ một cú sút trong 45 phút đầu tiên. Hichang kết liễu Man City. Sang hiệp 2, Man City dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 58, khoảnh khắc ngôi sao của Alvarez đã giúp đội khách đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha đá phạt hàng rào đẳng cấp. Dù vậy, niềm vui của Man xanh chẳng kéo dài bao lâu. Phút 66, Hoang Hichang tận dụng rất tốt tình huống lộn xộn trước cầu môn Ederson sút tung lưới Man City ở cự ly gần tái lập thế dẫn bàn cho Wolves. Ở giai đoạn còn lại, Man City hoàn toàn áp đảo song không thể lật ngược thế cờ. Chung cuộc, Man xanh chấp nhận thất bại 1-2 trước Wolves. Và đây là trận thua đầu tiên của nhà đương kim vô địch mùa này, chấm dứt luôn mạch 6 trận toàn thắng của họ. Man City hiện vẫn dẫn đầu Premier League 2023-24 với 18 điểm, hơn đội nhì bảng Arsenal 1 điểm. Ở vòng 8, Man City sẽ đại chiến Arsenal trên sân Emirates. Đội hình thi đấu: Wolves, Sa, Dawson, Semedo, Kinman, Inouri, Doherty 74, Gomez, Lemina, Di Gomez, Trao 67, Hichang, Silva 86, Neto, Cunha, Otto 86. Man City: Ederson, Walker, Akanji, Diaz, Eke, Grealish 80, Kovacic, Philip 65, Nunes, Bob 46, Foden, Doku, Alvarez, Haaland.